Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm TC Vita. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về TC Vita cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của TC Vita Vitamin B1, vitamin B2, vitamin A, vitamin D3 và thành phần khác. Dạng bào chế Viên uống Công dụng Bổ sung các vỉa min và khoáng chất cho cơ thể. Hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chỉ định dùng trong các trường hợp dinh dưỡng mất cân bằng hoặc thiếu hụt như người cao tuổi hoặc do chế độ ăn kiêng mất cảm giác ngon miệng chán ăn và suy nhược do các bệnh cấp hoặc mạng tính bao gồm cả giai đoạn phẫu thuật và dưỡng bệnh cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng người lớn ngày uống một viên chống chỉ định không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm TC Vita, đồng thời biết cách sử dụng TC Vita, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham